bài đăng nhiều anh. Không, chị Dung ơi, cứ kiểu má ơi là chặt cái đầu nè. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một món là cá lau kiến nướng. Nhìn nó hơi ghê ghê thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Cá này sao không để đầu? Không để cái đầu. Nhớ hả? Cá cái đầu để dơ hả? Cái đầu nghe nói ăn được mà. Thì cái đầu thịt không đó mày nước ăn được. Không không mình nấu canh ăn được. Không được. Thì nãy nướng mà không để cái đầu luôn. Bữa hở mày hấp á biết không? Bữa mày hấp ăn không được á biết không? Đối với cá lau kiến này thì các bạn có thể môi ruột ra và các bạn để nguyên con các bạn nướng. Không cần cắt đầu cũng được, cho mình không ăn đầu mình cắt thôi. Còn các bạn để đầu, các bạn nào ăn đầu được thì có thể để và nướng luôn. Đối với cá lau kiến này thì mình có thể chế biến được rất là nhiều món ăn như là luộc sả nè, hoặc là các bạn lột hết sạch da của nó ra và các bạn muối sả ớt các bạn chiên ăn cũng rất là ngon. Nhưng mình thích nhất đó là việc nướng như thế này. Nướng như thế này thịt nó rất là ngon. Và khi nướng thì cái nước ngọt của cái thịt cá nó vẫn còn trong cái miếng thịt, ăn rất là ngon. Và nó dai dai giống và nó rất đạm rất là cao. Các bạn thấy là thịt của nó đỏ như thịt bò vậy. Mày tài mưa đứt. Cá này thì da nó rất là dày nên các bạn nướng cũng khá là thoải mái, không sợ cháy khét. Vì cái da này chúng ta không ăn, chỉ ăn thịt, phần thịt ở phần trong thôi. Phần da này nó còn sống thôi, còn dễ dãy, nó còn chớp đớp đớp nữa nè. Ý mà cắt cái đầu lâu rồi đó. Không, thấy con này nó nhảy à. Lúc trước thì cái loại cá này giá của nó cũng rất là rẻ thôi, vì lúc trước thì họ không có ăn loại cá này. Vì sao thì loại cá này mới được ưa chuộng nhiều hơn. Hiện tại thì chỗ mình nó bán loại cá này là khoảng 15 đến 20 nghìn một ký. Còn những cái loại cá mà nó lột da nó làm sẵn hết cho mình đó thì như khoảng là 30 nghìn. Lúc trước thì cá này bán ít, rất là ít người mua vì nhìn nó rất là ghê và không ai dám ăn cả. Còn giờ thì muốn mua nó cũng khá là khó đó. Các bạn lưu ý là nướng cái này đừng để lửa lớn quá nha. Cái này mình nướng lửa nó bị lớn quá rồi nè. Nướng từ từ nó mới ngon. Vì là lửa quá lớn. Lửa lớn thì mình sẽ trở lại một tí. Lửa lớn quá. Tay này mình lùi thôi chứ các bạn để lửa vừa vừa thôi. Nướng sẽ hay hơn. Cháy này hơi cháy hơi áp. Cháy áp mình sợ là không ngon. Này thì các bạn với muối tiêu nhà làm á. Đừng có mua loại muối tiêu làm sẵn ăn không ngon. Toàn là bột ngọt không. Khét rồi. Ừ lớn quá chị Dung ơi. Khét rồi thấy chưa. Khét rồi nè thấy bậy gì. Lửa lớn quá. Quá lớn. Chết cha, cháy cái này khét hết rồi. Nhưng mà da nó dày thì nghĩ nó không sao đâu. Được khét. Lấy cái thao, cái gỗ gì đi. Lấy cái chảo nhỏ đi.
Và đây là thành phẩm cá nướng của chúng ta. À, các bạn thấy không, cái da nó rất là dày, nãy trái rất là lớn nhưng mà da nó cũng không đến nỗi gọi là khét quá. Cá này thì các bạn nướng, các bạn ăn liền thì rồi, nó sẽ rất là ngon. À, các bạn đừng để nguội ăn thấy không ngon đâu. Mình sẽ ăn với muối tiêu này, muối tiêu tự nhà mình làm, rất là ngon. À, hiện tại hết rồi, mình sẽ đi làm thêm một ít muối tiêu nữa. Vì cái này phải ăn muối tiêu nhà làm á, ăn nó mới ngon. Muối tiêu mình mua ở ngoài ăn rất là dở. Và hơn nữa thì ở ngoài nó bỏ bột ngọt rất là nhiều, ăn cũng không có tốt đâu. Cá nướng rất là khô luôn, khô cứng ngắt ở ngoài luôn. Mình sẽ lát bóc cái vỏ ra, mình chấm với muối tiêu ăn là cực ngon. Muối không hả? Muối gì trời ạ? Tiêu Nguyên ha, mùa mấy trăm trận liên tục. Là muối tiêu không? Muối, tiêu, muối một ngọt. Ngọt nữa hả? Tiêu vậy nè. Nãy nhiêu đây là nửa muỗng cà phê. Tiêu đâm nát cho cái bò trộn với muối vậy hả? Tiêu hột, mà này lỡ đâm rồi, thấy không? Tiêu hột hả? Cái hộp rồi làm rồi đâm ra hả? Được. Đâm ra vậy cũng được chứ gì? Để cái hộp ngon hơn. Để cái hộp mà ngang luôn với muối. Chứ mày đâm vậy mày nghĩ muối mày chết nè. Ủa rồi ngang rồi mới đâm rồi hả? Để tiêu hộp rồi ngang rồi mới đâm ra. Đây là thành phẩm muối tiêu chúng ta vừa ngang. Cái này ngang với nhiều muối hơn cái cũ á. Không, chị Dung ơi, cái ủ nhiều muối hơn nè. Không cũng vậy hả? Kìa mẹ con mắm cho ăn chanh. Này nó ăn với miếng chanh. Đâu cho miếng chanh to tay vậy. Muối tiêu chanh hoặc là muối tiêu không cũng được. Để miếng chanh. Hẹn muốn chết rồi nè. Chanh nặng chanh vô. Nặng con miếng thôi, nặng nhiều. Miếng chanh đâu nữa nhiều. Còn hai cục bự chút nhỏ thôi. Được chưa? Thêm miếng nữa. Rồi được rồi, ngừng. Có nhiều bạn hết chị cũng. Rồi được rồi. Trời này muối nhiều quá, bỏ hết anh chị vô. Cái đống le vậy nè. Ăn miếng đi ăn, hồi tao ăn. Thêm miếng nữa. Nhiều lắm á. Đúng quá. Muối tiêu các bạn gan á, bạn nặng tí chanh vào như thế này ăn cực kỳ ngon luôn. Thêm một miếng nữa. Đây là quay. Trộn lên. Trứng ăn được hai không? Hai bên dặn đầu quá Dưỡng. Trứng chín vậy trời. Chín rồi ba ơi. Mà con mới ăn trứng. Cá này mày nướng nó khét, nó trong nó bị vàng thịt nè. Con đang tuổi vậy thì con ăn trứng mà mỏi mụn. Vàng mà bị thịt nó mới ngon. Mẹ con cái gì ba cũng chín hết trơn, chín đen luôn. Đúng không? Mày nướng trắng là thịt nó chín. Cái này nướng lửa thường là nó bị nó rắn với đâu vàng như vậy. Nhưng mà cậu hai nên nhớ là mẹ con nấu cái món gì chiên hay là nướng hay là luộc hay chăng nữa cũng phải chín vàng khè mới ăn. Dạ. Yeah. Chấm muối. Cái miệng hay là ăn. Ngon. Ngon quá mình làm sao. Cá này ăn giống như thịt gà. Nhưng mà cái này hơi chín một chút hả? Mẹ mà luộc chín mà không chịu ăn. Thì chín rồi má ơi. Thịt chín nó dai, mày mở cái đầu hai bên mắt á sự nạt. Ăn giống với thịt gà, dai. Con cá thì ngộ ghê. Thịt nó ngọt lắm. Rồi ăn xong con rồi. Mẹ ăn cũng cái đầu quá. Này người ta biết ăn là ta để cái đầu nè. Để cái đầu ăn được. Cái đầu ăn sao không mà bỏ hả? Cái đầu đâu, cái đầu cắt rồi. Mày khùng quá, không cắt cái ngạnh ngang đâu già. Đâu? Không cắt cái mép cái miệng nó dơ. Hết rồi má ơi, nè chặt cái đầu nè. Còn thấy không? Kìa. Hết rồi, chặt cái đầu, cái này út nhỏ. Con nào cũng mất đầu. Đầu trơn rồi. Và video về nướng cá lau kiến đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy video này có chút xíu gì đó thú vị, hãy like, share cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Hãy
cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.